6 rồi, bây giờ cả nhà đang cùng nhau trên đường để đi về nhà ngoại. Chúc mừng năm mới 2020. 8 ngày tuổi rồi. Nhưng mà hôm nay không phải là review về con, mà là mình sẽ nói về một cái camera mới mà mình đang dùng. Thực ra là mình đã dùng cách đây khoảng hơn 1 tháng rồi. Từ cái video review Weeby Lab, đó chính là Canon RP. Đây là Canon RP. Sensor thì to vật vã ra, nhưng mà nó không có cái màn che như là Canon R. Nhớ là đây là RP nha, nó có chữ R nhưng mà là thực ra là bản RP. Mặt trên, mặt trước, mặt dưới. Tất nhiên là chúng ta sẽ có màn hình xoay lật để có thể tự quay vlog. Rất nhỏ gọn, một tay có thể che được luôn cả con RP. Nhưng mà nhỏ gọn này kết hợp với lại con len thì... con len nó to vật vã ra. Len xịn, len L thì nó sẽ to. Còn len RP thì nó lại rất là đắt. Chúng ta sẽ có cổng Type-C nhưng mà HDMI lại là cổng HDMI mini, cho nên các bạn hãy lưu ý nhé. Còn cổng mic với cổng tai nghe thì là 3.5 phổ biến thông thường. Về các mod thì chúng ta cũng có rất là nhiều mod, có cả mod C1, C2, C3, nhưng mà chỉ dùng cho chụp ảnh chứ không dùng cho quay phim. Và trong lúc quay phim, nếu mà muốn chuyển giữa các chế độ, chuyển frame rate thì mọi thứ đều phải set tay chứ không thể custom vào C3, C2 hay C1. Khá là tiếc, nhưng bù lại thì đây là một con máy full frame, có thể quay được full HD 60 frame mà không crop khung hình. Mà quan trọng là cái giá hiện tại nó cực kỳ tốt. Cái giá mà máy xách tay nó chỉ khoảng 23 triệu thôi, trong khi giá chính hãng ở Việt Nam ra mắt công bố là 38 triệu, có nghĩa là nó xuống đâu đó gần một nửa giá. Nên là mình đã mua nó vào một tháng trước. Rất phê. Máy mới. Máy mới và năm 2020 này cũng có nhiều thứ mới mẻ lắm anh em. Chào đón thành viên mới trong gia đình 8 ngày tuổi rồi. Mình quay lại một cái thú vui hồi xưa mình rất là thích, đó là câu cá. Và nếu mà anh em quan tâm tới những chuyến đi câu cá của mình thì hãy follow cái kênh của mình thích này ha. Có một video đầu tiên rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình đang ở Kon Tum. Anh em để ý gì không? Thì có một sự thay đổi rất lớn, đó là cái mức độ xóa phông, kể cả góc siêu rộng. Như anh em đã biết thì khi mà mình quay vlog thì thường xuyên mình sử dụng một cái góc, đó là góc siêu rộng. Bây giờ thì mình sử dụng Canon RP cộng với một cái lens cũng full frame, đó là 16-35 f/4 L. Và thực sự thì cái khả năng xóa phông của f/4 full frame nó vẫn lớn hơn rất là nhiều so với f/2.8 của GH5. Mình thực sự là rất thích điều này. Mọi người có thể thấy rằng khi mình tiến gần hơn một tí xíu hay là xa hơn một tí xíu thì cái phông đằng sau nó vẫn xóa rất là mịn, rất là mịn. Zoom lên góc 35 thì kể cả mình đứng cách xa 1 mét thì cái khả năng xóa phông của nó vẫn rất là đã. Điều này sẽ rất là khó nếu mà chúng ta dùng trên những con máy crop như là GH5 hay là Sony A6300, thì mình sẽ phải dùng những con lens khẩu lớn, hay đại loại là chúng ta phải tìm những con len khẩu lớn. Còn dùng những con len f/4 đa dụng thì mình sẽ rất khó xóa phông. Cho nên mình đã đổi qua Canon RP để tận dụng cái khả năng xóa phông kể cả góc siêu rộng như thế này. Trên kia là ông Trăng, bây giờ là tối rồi anh em. Mặt trời lặn rồi. Và hình ảnh tất nhiên là chúng ta sẽ bị noi ban sát luôn, nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn nhìn thấy được, chứ không phải là kiểu đen thùi lùi hay là không thấy được. Mà quan trọng quay vlog á là nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy cái câu chuyện, nó quan trọng hơn việc là độ nét. Mà nếu mà anh em muốn nét á thì anh em giảm ISO xuống, ví dụ như là ISO 40.000 này đó, thì nó nét hơn, nó trong hơn, nó không bị nhiễu. Hay là ISO 32.000 này, 25.600 này, nó sẽ đẹp hơn, thấy không? Nó sẽ đẹp hơn. Và hoặc là nếu mà có một cái đèn, ví dụ như đèn điện thoại này đấy, thì chúng ta cũng có thể sáng hơn một tí xíu. Hay là đó, chúng ta có thêm một cái đèn điện thoại thì cái đèn điện thoại thấy không,
là chúng ta đủ sáng mà có thể quay vlog được rồi. Và thực ra là cái khả năng xử lý màu của Canon rất là đẹp, cho dù đèn điện thoại nó bị màu xanh á, nhưng mà khi mà đối với cái con Canon này nó cũng cho ra màu da khá là hồng hồng. Chứ bình thường nếu mà anh em quay bằng những cái máy khác dùng đèn điện thoại thì đảm bảo cái da nó xanh lè hoặc là nó vàng khè luôn. Canon xịn vãi. Kể cả cái setup hiện tại là mình đang ở trong phòng và mọi thứ đều là dùng đèn LED công nghiệp. Đèn LED công nghiệp á. Đó, đèn LED công nghiệp chứ không có một cái đèn nào gọi là đèn studio có chỉ số màu tái tạo màu tốt cả. Nhưng mà màu da thì mình thấy khá là ổn. Tất nhiên là nó cũng hơi ám xanh nhưng mà đã rất tốt rồi ha. Và con Canon RP này sở hữu một cái công nghệ lấy nét rất nhanh, rất tốt của Canon, đó là Dual Pixel AF, lấy nét nhanh. Thực ra thì cái tracking của nó không nhanh bằng Canon R và các cái dòng máy quay xịn hơn, nhưng mà đối với mình khá ổn. Và cái việc lấy nét nó chuyển chậm mượt như vậy, mình thấy nó cho mình một cảm giác khá là thật. Thích. Thích thật. Nói chung là sau khi 2 tháng sử dụng thì mình thấy là Canon RP thực sự rất là ok. Chỉ có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là chống rung. Nó không có chống rung. Và nó chỉ có chống rung điện tử trong máy. Mà khi mà bật chống rung lên thì nó bị crop khung hình lại một khoảng. Vấn đề thứ hai đó là nó quá nặng và không cân đối. Khi mà mình cầm body á, thì cái len nó nặng xuống, nó trúc xuống, dẫn đến cái tay của mình sẽ bị đau cái cổ tay. Còn nếu mình cầm cái len thì mình sẽ không thể thao tác được và bắt buộc Canon RP chúng ta phải cầm bằng hai tay. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy khá là ổn. Và mình mua nó bởi vì mình muốn tăng cái tính cinematic, muốn tăng cái việc độ xóa phông, mức độ sạch sẽ trong khung hình của mình. Cho nên là mình sử dụng con Canon RP này. Mình sẽ sử dụng một thời gian nữa xem cái mức độ phù hợp và xem có cần thiết có thêm những cái nhu cầu khác không. Chứ hiện tại thì mình thấy nó khá là ổn với nhu cầu của bản thân mình. Xóa phông cái khác biệt liền đúng không anh em? Cho nên là nói chung là dùng một cái máy full frame nó có khả năng xóa phông, nó cho mình cái cảm giác sạch hơn. Nói chung là quay phim dốt nhưng mà nó xóa phông nhìn nó vẫn sạch, vẫn ok hơn. Cho nên ra clip này mình thông báo với anh em review sơ qua con Canon RP này, với lại thông báo là mình có thằng cu mới. Và năm mới mình có chủ đề mới đi câu cá, anh em có thể theo dõi. Còn review thiết bị với lại làm phim thì năm nay mình có một cái lớp học. Nghiêm túc mà nói, thành lập cái lớp học dành cho anh em làm vlog, quay phim, YouTube. Xem link phía bên dưới. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo hoặc là trong khóa học.